Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang xin giao lưu đến cô chú anh chị và các bạn những cây bông trang tím sen lá trung. Này là tím sen lá trung dạng như cái bông ảnh màu tím sen, lá ảnh na ná tím sen Vĩnh Châu chứ không phải là tím sen Vĩnh Châu nha cả nhà. Dòng này cũng rất là dễ chơi, giá thành lại vừa túi tiền. Dạ, cái cốt là cô chú anh chị xem cốt, cái bông của ảnh cưng quá, ảnh đang có bông hết trơn rồi đó cô chú anh chị. Đây, một cốt không à nha cô chú anh chị. Đó. Rất là cưng luôn, ảnh đang có nụ luôn. Một cốt. Một cốt là 1.000, 2.000, 3.000 và cao 4 tấc cho đến 6 tấc. Đây. 3 tấc rưỡi. Có nụ có hoa luôn. Cho anh chị xem là một cốt. Dạ. Cưng quá.